Hồ Chí Minh đi theo con đường vô đạo, bài viết của tác giả Nguyễn Minh Cần, một cựu đảng viên cao cấp ly khai khỏi đảng và sinh sống tại nhà. Từ đầu những năm có thế kỷ 20, Hồ Chí Minh lập bấy diệu lý tên lập Nguyễn Ái Quốc đã có một sự lựa chọn quyết định. Theo lời ông ta kể, sau khi đọc bản luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề tự địa của Lenin, chỉ khoảng 8 trang, đọc một cách stress vấp và hấp về như chính ông đã nói, trước đó tôi chưa hề đọc một sách nào của Lenin viết, và trong luận cư này có những chữ chính trị khó hiểu, nhưng cứ đọc đi đọc lại nhiều lần cuối cùng tôi cũng hiểu được phần chính trong Hồ Chí Minh tuyển tập Hà Nội 1980 trang 1975 và Thái là ông đã chiếc khoác lựa chọn. Từ đó, ông hoàn toàn tin theo Lenin, tin theo quốc tế thứ ba, nhất quyết đi theo mọn đốt lý luận của Mark lênin và kinh nghiệm cách mạng tháng 10 vĩ đại soi đường cho cách mạng Việt Nam. Ông ta nói khi gặp khó khăn, người ta chở cẩm nang ra và tìm thấy cách giải quyết. Chủ nghĩa Lenin cũng gần như cái cẩm nang thần kỳ đó. Sự lựa chọn đó quả là một lựa chọn quyết định, nhưng nếu nó chỉ quyết định cho các thân phận riêng của Hồ Chí Minh, thì chẳng cần phải nói làm gì. Năm nay, nó quyết định số phận của cả dân tộc Việt Nam. Trong nhiều thập niên, nó đem lại bao nhiêu tan tóc, bao nhiêu tai ương cho dân tộc, cho đất nước.